không, rồi số mấy nữa, không rồi mấy nữa, một, đúng rồi, một rồi mấy nữa con, hai, chị nữa, ba, đúng rồi chị nữa, tới số mấy, số bốn đâu, số bốn đâu, đúng rồi, bốn. Bốn rồi tới số mấy à? Số bốn xong tới số mấy con? À năm. Năm xong tới số mấy? Năm xong tới số mấy? À sáu. Sáu xong tới số mấy à? Sáu xong tới số mấy à? Người ta tìm tìm số bảy đi. Bảy đâu? Số 7 đâu? Chúng ta tìm số 7 mới coi. Số 7 đâu con? À đúng rồi. À 7, đúng rồi. 7 xong, 7 xong tới số mấy à? 8. Thôi 8 xong rồi. 8 xong rồi tới số mấy? Nhanh này. Anh ta ơi. 5 là 5, đúng rồi. Chúng ta số 8 xong tới số mấy? Chúng ta xếp lại đàng hoàng đi. 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. 8 rồi tới số mấy nữa hè? 8 rồi tới số mấy nữa? À 9, đúng rồi, 9 xong tới số mấy? 9 xong tới số mấy hè? À đúng rồi, 9 xong tới số mấy? À 10, đúng rồi, 10. 10 xong tới số mấy? 11. 11 tiếng Anh đọc rồi đó nè. 12, đúng rồi. 13, đúng rồi. 13 xong tới số mấy nè? 13 xong tới số mấy nè con? 14 đâu? Người ta tìm số 14 mới coi nè. 14 đâu? Người ta tìm số 14 mới coi. 14 đâu? 14 nè. 14 đâu? Đúng rồi. 14, đúng rồi. Số mấy đó? 15, đúng rồi, tới số mấy nữa? 16, đúng rồi, tới số mấy nữa? 16 là tới số mấy à? 17 đâu em? 17 nè, 17 đâu? 17 đâu? 17 nè. À 17 đúng rồi. 17 xong rồi tới mấy? 18 đúng rồi. 19 đâu? 19 đâu? 19 đâu con? 19 đâu? Người ta lấy số 19 mới coi. 19 đâu? 19 nè, 19 đâu? 19. Số nó số mấy? Số nó số mấy? 20. Đúng rồi, chị người ta chị cầm số 19 mới coi. 19 đâu? 19 nè. Đúng rồi, 19 nè. Người ta xếp qua đây, 19 nè. 19 đâu? 19 nè. Rồi tới số mấy đó? 20 đâu? Cầm 20 mới coi. 20 đâu? Tìm số 20 coi. 20 đâu? 20 ngồi xuống. 20 đâu? 20. Hả? Số mấy đó? À 20. Má hỏi nè, nhà kinh ta là số mấy kỳ đồng mà? Nhà kinh ta là số mấy kỳ đồng? 18 nè. Kinh ta mấy tháng tuổi rồi? 19. 19 nè, quá giỏi hông ô kinh ta. 20.